Rồi, chào anh chị cô chú, mình là Long Hoài đây. Thì hôm nay Long Hoài sẽ quay một lô đất sát với hồ Kim Long ha. Nó ăn ha anh. Cho anh quay phim xíu nè chú. Đây là mình câu cá chép hay cá gì chú hả? Mấy con cá rô nhỏ nhỏ. À, cá rô nhỏ. Dạ. Lâu lâu dính con cá mè to. Dạ. Nãy giờ dính con nào vô chú? Dạ. Anh dính con nào chưa anh? Đấy. Con kia nó chưa thôi. À. Thì lô đất ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu, nó nằm ở trên cái trục đường này ha. Và sau lưng của màn hình của mình là cái hồ. Lúc nãy Long Hoài có quay cận cảnh của mấy anh cần thủ đang câu cá ha. Bên đây là mình có một cái view, cái view nghỉ dưỡng nè. View nghỉ dưỡng này lúc xưa Long Hoài có quay đó anh chị. Lúc xưa Long Hoài có quay cách đây một năm về trước, Long Hoài có quay. Thì giá của nó là 3,4 tỷ cho cái lô đất 3.500 m², và cũng được một vị khách ở thành phố Hồ Chí Minh về và sở hữu. Thì hiện tại thì họ đang làm hôm thay để vào những dịp cuối tuần, những dịp cuối tuần họ về đây họ nghỉ dưỡng ha. Thì thửa đất ngày hôm nay á có tổng diện tích là 607 m² ha anh chị, và ranh giới của mình là được 17 m mặt tiền ha. Thì từ vị trí điểm số 5 này nè, mình đổ qua bên đây á, đổ qua bên đây á là mình được 17 m mặt tiền. Và cái hậu của mình á, một cạnh là sâu 33, một cạnh là sâu 44 ha. Đó. Thì lát nữa Long Hoài sẽ gửi sổ, gửi vị trí trên Google Maps để anh chị cô chú mình tiện hình dung hơn ha. Và từ vị trí thửa đất mình di chuyển ra tới trung tâm thương mại Kim Long á, ra tới trung tâm thương mại Kim Long á là tầm khoảng cây số thôi, cây số thôi là mình đã ra tới trung tâm thương mại Kim Long rồi ha. Rồi di chuyển khoảng 500 m thôi là mình đã ra tới tới đường Kim Long Láng Lớn rồi ha anh chị. Đất ở đây là rất là bằng phẳng. Và hiện đang trồng trồng chuối rất là nhiều. Rồi trồng sầu riêng, trồng bưởi. Bây giờ Long Hoài đi vô quay cận cảnh hơn cái thửa đất này để cô chú mình hình dung hơn ha. Đó. Anh chị cô chú mình sau khi mà mình sở hữu á, mình không trồng chuối thì mình cứ phá đi, giống như cái lô mà 3.500 m² mà của một vị khách thành phố á, hồi xưa nó cũng là nguyên một đám chuối anh chị, giờ người ta phá đi để mà người ta làm cái mô hình nhà vườn ha. Ở đây thì có bưởi nè, bưởi, rồi cây này là cây sầu riêng ha, trên đất mình là cũng có cây sầu riêng luôn đó. Hiện tại thì cây sầu riêng đang cho hoa ha anh chị. Đó, cái điểm màu trắng đó, đó. Đó là hoa sầu riêng đó ha. Đó, cái điểm đó, 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 đó là hoa sầu riêng đó. Cây này thì lớn keo to bự hết rồi. Rồi, ở dưới đây là có bưởi nữa nè. Rồi dưới đây là có chuối. Chuối thì đang cho ra trái ha. Đó. Rồi ở dưới đây là cũng có chôm chôm nữa, chôm chôm Thái ha. Đó, cây này là cây chôm chôm nè anh chị, hiện tại cũng đang ra bông luôn. Đó, rồi dưới đây là có sầu riêng nữa ha. Còn về phần ranh giới ha, ranh giới của mình là đã ổn định hết rồi. Đó, đã cắm cột mốc hết rồi, bây giờ anh chị cô chú mình mà sau khi sở hữu nó là mình giăng dây lại là xong hết rồi ha. Đó, cuối ranh của mình ở đây nè anh chị. Đó, đã cắm cột hết rồi ha. Rồi, vị trí thửa đất cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km thôi, và cách biển Vũng Tàu khoảng 40 km, cách trung tâm thương mại Kim Long tầm khoảng 1 km thôi, và khoảng 5 km là mình ra tới trung tâm thương mại Ngãi Giao. Thì trung tâm thương mại Ngãi Giao là trung tâm thương mại lớn của huyện Châu Đức này ha. Và di chuyển khoảng vài trăm mét thôi, anh chị sẽ ra tới con đường Kim Long Láng Lớn. Thì trục đường Kim Long Láng Lớn là trục đường liên huyện anh chị. Trục đường nó rất rộng và liên huyện. Thì Long Hoài cũng hay quay những cái lô đất mà
trục đường lớn như vậy. Lát nữa Long Hoa sẽ ghim vị trí và hướng dẫn anh chị cô chú mình di chuyển để về vị trí đất này thích hợp hơn ha, gần nhất hơn ha. Lô đất này thích hợp để anh chị cô chú mình nghỉ dưỡng nè, làm đầu tư nè, làm sinh thái nè. Vì ở trên này á, là nó cao hơn so với cái mặt hồ. Ví dụ như mà anh chị cô chú mình xây một cái nhà vườn, mình sẽ dòm ra là mình thấy luôn cái hồ luôn ha. Đó, thấy luôn cái hồ Kim Long luôn. Đó. Còn đường, về đường xá thì đường rất là rộng. Hai bên mặt đường của mình là rất là rộng ha. Ô tô đi lại thoải mái ha. Trước đất của mình là có điện, có dây wifi, có ánh sáng. Rồi, từ vị trí lô đất là ngoài di chuyển ra trục đường chính để anh chị cô chú mình hình dung dễ hơn ha. Thì hai bên mình là có dây điện nè, có dây wifi và dân cư, rồi rất là nhiều nhà vườn ha. À, mặt đường thì ô tô chạy thoải mái ha anh chị, mặt đường rộng rãi, ô tô chạy thoải mái. Ở bên mé tay phải màn hình của anh chị là có rất là nhiều nhà vườn ha, dân cư rất là đông. Bên đây có cái nhà, bên tay phải có cái nhà sắp xây nữa ha anh chị. Ở bên tay phải màn hình đó, là mình cũng sẽ về tới cái hồ hồ Kim Long này thôi ha. Thì hồ Kim Long này nó bao bọc xung quanh ở đây. Còn hướng này Long Hoa di chuyển ra là mình sẽ ra tới trung tâm thương mại Kim Long nè anh chị. Còn đây là sổ của mình ha anh chị cô chú. Ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 632 m², hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Còn đây là cái bản vẽ của thửa đất mình ha. Đó, mặt tiền đường của mình là được 17 m ha. Đó. Và cái hậu của mình á, là một cạnh của nó là 47 m, một cạnh là 47 m và một cạnh là 33 m ha. Rồi, đất mình tành nằm tại vị trí này ha anh chị cô chú. Đó, trên mặt tiền đường này thì kế bên mình là có rất là nhiều khu kiểu như homestay, như là nhà vườn, như là nghỉ dưỡng ha anh chị ha. Và nó nằm rất sát với hồ Kim Long. Thì đây là hồ Kim Long ha. Đó, từ vị trí thửa đất và mình di chuyển ra quầy trục đường láng lớn Kim Long, thì trục đường láng lớn Kim Long là trục đường chính đó ha. Thì di chuyển tầm chút xíu thôi anh chị à, tầm khoảng mấy trăm mét thôi là mình đã ra tới trục đường láng lớn Kim Long rồi ha. Thì từ vị trí này mình di chuyển thẳng hướng này á, là mình sẽ về tới Phú Mỹ rồi ha. Rồi di chuyển theo hướng này á, thì mình ra tới trung tâm thương mại Kim Long. Thì trung tâm thương mại Kim Long là trung tâm thương mại nơi mà hoạt động kinh doanh buôn bán rất là tấp nập rồi ha. Ở đó thì có chợ nè, xã nè, rồi công viên nè, rồi ngân hàng, rồi rất là nhiều dịch vụ tiện ích tại khu vực này ha, để phục vụ cho nhu cầu sống ha. Rồi dân cư ở đây thì rất là đông. Rồi một điều đặc biệt nữa là hồ Kim Long này là một cái hồ rất là sạch hơn chị ha. Rồi đất ở đây là đại đa số là đất sạch không à, đất sạch không vướng quy hoạch, và lô đất này cũng không vướng quy hoạch và không vướng quy hoạch giao thông hoặc là vướng quy hoạch gì hết ha. Đó, như là đất sạch. Thì thành phố Hồ Chí Minh á, anh chị cô chú mình á, di chuyển theo con đường quốc lộ 51 tới ngay chỗ ngã ba Mỹ Xuân nè. Đó, đây là đường quốc lộ 51 nè, quẹo về ngã ba Mỹ Xuân ha. Thì mình đã tới, chạy thẳng ngã ba Mỹ Xuân thôi là mình sẽ về tới vị trí đất rồi ha. Một vị trí rất là dễ tìm hơn chị ha. Từ vị trí từ Bà Rịa, từ Vũng Tàu, anh chị cô chú mình di chuyển theo con đường quốc lộ 56, di chuyển theo con đường quốc lộ 56 nè, mình chạy thẳng tới ngay chỗ ngã ba Kim Long Láng Lớn đó anh chị, đường này nè. Đó, ngay chợ Kim Long, cái nó có ngã ba Kim Long Láng Lớn, là mình chạy thẳng một đường thôi là mình đã về tới vị trí đất rồi. Tầm khoảng 40 cây ở dưới biển á, biển Vũng Tàu mà mình di chuyển lên á là tầm khoảng 40 cây số thôi là mình đã về tới rồi ha. Để xã Kim Long á, thì là nó giáp ranh với các xã như Xà Bang, Quảng Thành rồi Láng Lớn, cho nên là mình sẽ di chuyển về tất cả các xã đó là nó rất là gần ha. Đó, rồi để di chuyển về thị trấn Ngãi Giao, thì thị trấn Ngãi Giao là trung tâm của huyện Châu Đức này ha. À, thì tầm khoảng 3 phút chạy xe thôi, 3 cho tới 4 phút chạy xe thôi, chạy xe máy thôi là mình đã về tới huyện Châu Đức trên này rồi ha. Đó, rồi lô đất này được chủ giao với giá là 1,7 tỷ ha, 1,7 tỷ cho thửa đất này. Anh chị cô chú mình thiện chí lô đất này, vui lòng bấm số 0933 659 622 để Long Hòa dẫn đi xem đất và tư vấn nhiệt tình cụ thể hơn. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hòa có động lực chia sẻ những video mới nhất, hay nhất về đất đai, về lĩnh vực đất đai, bất động sản. Cảm ơn anh chị cô chú.